Chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay Dương tiếp tục quay trở lại đây và thăm những cái dàn bẫy Dương đã neo 3 tháng rưỡi nha bạn. Hôm nay nó mưa dữ lắm, mưa luôn. Quá trời mưa. Mưa tầm tã, mấy bữa nay có hơi nắng nắng sương sương. Rồi, cái đầu tiên cái thúi hẻo phải chống lỏng mà. Cũng nặng nặng. Con gì trời. Ây da, hổ hành bạn ơi. Ngon. Hổ hành cầm nặng dữ trời. Con này ta cầm có khoảng 2 lạng rưỡi 3 lạng gì. Hai ba lạng bạn ạ. Ôi gì, chưa bò ra nữa ta. Ồ, không lạnh. Ba lạng, vô gắn nhì bạn ơi. Thì sẵn đây là Dương giới thiệu đồ nghề của Dương luôn. Dương ít khi nào Dương giới thiệu đồ nghề lắm. Thì cũng lúa có căng mini bạn, lại chuột thôi, chúng đơn giản như những anh em khác thôi. Dương thì ít khi nào Dương giới thiệu với mấy lắm. Bỏ gắn vô bạn ơi. Mưa mới có mấy ngày mà cỏ lên ngập ngang đầu. Phải sợ đi vô mà quên đến chừng phá xe thêm. Không gắn thì... Ôi trời. Vớt nè. Cái gì nặng nặng đây. Trời ơi, là trận hổ ngựa mini bạn ơi. Chỉ thấy nặng nặng đầu. Bó tay luôn. Đây gần nhà người ta. Trời ơi, con gì, con gì đang thu vậy ta. Trời ơi. Gần nhà người ta lắm bạn ơi. Ta không ngựa gì ta. Cũng nhẹ không nặng. Ủa cũng được bạn ơi. Sao nhiều khi hố mèo bạn. Trời ơi, đi để đây đi. Khi nghe đặt ra tôi cua vô cái đây mà ngoài coi các bạn ơi. Trời nghèo kiến luôn ơi, thì lâu lâu dính hổ hành cũng được các bạn. Hổ hành yếu phần đang thui tính hổ ngựa chứ. Tính hổ ngựa mình cầm mình có cả nửa ký à. Mà thấy nản rồi, không ngờ dở lên hổ hành cũng được. Ui, hai con ơi, trời ơi, trời ơi, hai con luôn rồi ơi. Hẹn chi thấy nửa ký sao con này nhỏ được. Trời ơi, trời hết hồn quá chứ trời. Rút ra cái ra hai con luôn bạn ơi, thôi được rồi. Cặp luôn bạn ơi. Ngon. Để bây giờ Dương cho các bạn xem cái này nha. Đây là cái luồng bẫy trong cái khu này nè các bạn. Chung có anh em nào theo dõi Dương thì biết. Thì Dương nói sơ thôi nha. Ở đây, ở trong đây là Dương đặt là 3 tháng rưỡi đó bạn. Thì không có đồng nghiệp, nhưng mà bữa nay Dương vô đây Dương thấy đồng nghiệp đặt rồi nè. Mưa xuống đồng nghiệp đặt quá trời luôn. Bữa nay mình review thôi chứ mình không quay bạn ơi, không lấy nha, đặt 20 luôn rồi bạn. Ghê hồng chưa? Một, đợi cái lợp này mấy ô nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ô ngang nha bạn. Lợp mà lợp đặt gắn 2-3 kg bạn ơi. Lợp này mới cảo luôn trời. Ô, để cho đồng nghiệp đi. Dằn lại hai đá cho đồng nghiệp. Mình vô bữa nay Dương vô cuốn rồi bạn ơi. Đó, cái bãi đồng nghiệp đặt ở trong chỗ cây cao cao đó bạn. Ở dưới đó đó. Thì cái bãi Dương đặt ở chỗ này nè. Mà cái bãi này là Dương đặt chỗ này dính được 5 con rồi bạn ơi. Nhưng mà hồi nãy vô Dương dở dính được thêm hổ hành nữa rồi bạn. Nhưng mà dính nhưng mà bữa nay mình cũng cuốn luôn bạn ơi. Phần đang thui nè. Không? Đây. Hổ hành nè bạn. Ngon ha. Hổ hành đỏ tất cả 2 lạng. Thì cái chỗ này là Dương dính được 2 con hổ hành.
4 con hổ ngựa, 1 con hổ dệt nha bạn. Thì thôi bữa nay đồng nghiệp vô đặt là thôi mình cuốn đi luôn. Thì nguyên khu này nè, đó nãy Dương đặt bên đó cái đó bạn. Mà dính cũng được con nữa, con hổ ngựa nữa nè. Chỗ đây là Dương có chỉ có đặt có 2 cái thôi. Mua có 3 lạng 4 lạng gì vậy. Đó, ghê hồn chưa? Ngon lành. Thì trong đây Dương đặt có 2 cái à. Bữa nay Dương vô đây Dương cuốn hết luôn. Thì cái khu này 2 cái Dương vẫn cuốn bạn ơi. Thì nhường cho đồng nghiệp đặt đi. Thì cũng chúc đồng nghiệp sẽ bắt được hàng khủng nha. Chứ Dương đặt 3 tháng rưỡi rồi đó. Mà dính cũng được bạn, 3 tháng rưỡi 2 cái hôm nay cũng dính cũng nhiều á. Nhưng mà ngắn nhỏ không mà chưa ngắn bự. Có tay luôn. Nó đồng nghiệp cái là phết hồn trời. Nói chung mà đặt cái lợp bự thì cũng tốt bạn ơi. Tại mình đặt số lượng mà đặt 7-50 cái mà đặt nhiều quá. Là mình đặt cái lợp nhiều lợp bự á thì dở nha. Tại vì lý do vận chuyển khó khăn đặt cũng khó nữa mà. Rồi Dương thì Dương thích đặt lập nhỏ hơn mày, hổ ngựa, ở lại chạy hổ ngựa thì con có 2-3 lạng không, bó tay luôn. Tắt ở trong đây hết gắn to rồi bạn ơi, Dương đặt 3 tháng mấy dính gắn nhỏ nhỏ không, 3 tháng mấy mà nó chưa dính con nào bự, được mấy con hổ hành 3 lạng bự bự đỡ đỡ chút thôi chứ còn con ngựa con nhỏ nhỏ thôi. 3 tháng mấy còn gì nữa. Quét luôn mà, 2 lạng. Còn cái tiếp bạn ơi. Không thấy chút đá chân trời. Ủa sao thấy nặng nặng mới tại ta. Ủa không nặng nặng mà còn là bự bạn ơi. Cái gì trời, cái lợp này lợp như 6 tác trà lắm bạn. Ở đây đi bạn ơi. Cái gì lợp cho cua lợp cái ra. Còn nó tới 6-7 lạng mà nếu mà hổ hành là ngon nha. Đây chuối. Biết con gì hả? Nhìn tầm bậy tầm bạ sợ hổ mèo quá bạn. Trời trời con hổ ngựa vậy chị đang thu vậy trời. Con ngựa hổ dện ta. Ui hổ dện bạn ơi. Ui lúa mà lên xanh dần luôn. Dện này nhỏ à. Dện này có khoảng 7 lạng 8 lạng gì bạn. Em giống đây nè bạn, là toàn là nguyên cái vườn chuối luôn á. Con hổ dện này 8 lạng bạn ơi, 7-8 lạng các bạn. Thì chuối ở đây bạn ơi, chuối ở đây người ta trồng xuất khẩu Trung Quốc nước ngoài được không mà. Chứ mình không có ăn mấy chuối này. Chuối này trái nào cho nó cho ba lửa. Hổ dện này vô chắc lâu bạn. Trâu đen nha bạn ơi. Trâu đen bạn. 7 lạng bạn ơi. Được 7 lạng, mới keng luôn á. Trời, ngon lành ha. Trâu đen chà bá lửa. Ôi trời, có 7 mất tiêu hả chi trời.
Ơi gần rồi tới đây trời. Là trời Dương đặt cái bẫy cho nó đó bạn. Dương lấy cỏ rồi gác rồi đắp lại. Nay giờ chạy ra tới đây luôn rồi. Có ai lâu đi, rồi con gì nó úi kìa. Trời ơi là trời rồi hiểu rồi. Ủa, à, bé hơn bắt cắn rồi. Má nè. Cái xe nó chạy ra rồi. Hãy vô đây là có Dương thấy xe rồi. Mẹ. Trời. Nó chạy đi ra ngoài kia rồi bạn ơi. Thua. Trời ơi là trời, ai dẹt ra nữa trời. Lại luôn đó. Ừ, có phần trắng trắng nè bạn ơi. Ừ, hổ hành mini. Ừ, chỉ là cái này. Tới hồi tập trước Dương dẹt hay sao. Rồi Dương quên lấp lại. Rồi, hai lạng bạn ơi. Hai lạng gửi gì đó. Ngon là thành đào. Há cái bở nó hãng. Có một kia vô. Có xe Dương để trên đó đó bạn. Có một kia nó vô sách chát cái bao không biết nó làm cái gì. Bắt ngắn Dương luôn rồi. Ngon lành. Thì cái bẫy này cũng là cái bẫy cuối cùng rồi. Là Dương đã hết bẫy rồi đó bạn. Thì bữa nay Dương thăm dàn bẫy Dương đặt mít bẫy lắm bạn ơi. Chung là tầm 30 cái các bạn. Hôm trước bọc 36 nhưng mà mắc khí thì giờ còn 30. Sợ không được 30 nữa. Bao nhiêu là bạn thì cũng được ký mấy ông hành á. Cũng ngon với lại hai con ngựa. Thì ở trong đây coi thêm vỏ hành hai lạng nè. Bắt hoài nó không chịu ra nó sướng quá nè. Nó chổng cho nó chổng luôn bạn ơi. Thì bữa nay Dương vừa đi thăm. Rồi Dương cũng có dời đi tới chục cái vậy bạn. Chuyến sau là Dương lại dời tiếp. Bởi vì dàn bẫy của Dương đã lâu lắm rồi. Đã tới 3 tháng mấy gì rồi. Thì hôm nay cho Dương kết thúc clip tại đây nha. Thì dù sao đi nữa Dương cũng cảm ơn em đã bỏ chút thời gian quý báu của mình ra xem hết clip của Dương ha. Thì còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt. Và hẹn em vào những video kế tiếp nha.